Trời ơi. Rồi ôi, cái quả đạn này thì nó mà xấy vào thì vào đây này. Ok ok. Chạy đâu? Ý, nó cố tình được vào chứ không cho mình ăn cơ. Rồi kìa, phát qua mình là Linh đây. Ôi, clip này thì em thấy đấy, là mình sẽ còn trở lại một dòng vũ khí. Thật sự là cái khẩu này nó chả ai dám chơi chứ không phải là không thèm chơi. Thì chết rồi. Nó chỉ được cái lắm đạn thôi nhỉ. Cứu em anh ơi. Rồi. Bết. Mày đấy. Ui. Chỉ một kill kìa. Cái gì đây? Venom kìa. Cái này đã cập nhật cả. Ui. Chạy. Trời ơi. Cơ hội đến rồi. Ui khỏe cực kìa. Mày đây đấy. Ui, chém nó không chết kìa. Và rõ là Venom, cái con quái thú mà kinh chà bán lửa vào cuối cùng. Chém mèo chết. Hình như mình chém vào chân nó anh em, đen đi. À, hôm nay chắc là một clip mình gọi là vui vui một chút để mình gọi là review lại một vũ khí. Nó không biết có nên liệt vào danh sách huyền thoại không thì quá, bắn si đa bắn trưởng. Nó nặng lắm. Úi giời. Ui, may mang theo loại này không chạy không nổi nữa. Ui ui ui, thế này làm sao chơi? Ui, con chú quỷ thế này. Ui, nó phải là mình không chơi cái nào luôn. À, sáu đồng đen hay ngày xưa gọi là sáu đồng cất trâu. Cái phiên bản này thì đúng là đi. Nếu nhớ là sẽ là có Gold này, có Noel, cái loại Noel thì cũng hay phết. Ngày xưa mình chơi ở cái map cái gì khu vui chơi Noel à? Đấy, cái map đấy thì mình thích chơi vậy. Chơi bộ combo Noel này, xong rồi sáu đồng, có sáu đồng vít cho ta, hiện chưa có sáu đồng vít. Thôi tạm thời mình nhớ là nó có mấy loại đấy. Nhưng mà cái dòng này nếu mà cái sát thương của nó yếu vách là trưởng thôi. Được cái đạn nhiều thôi, anh em thẩm du thì chậm dom được. Quả dao này hay ra. Hơi nhìn ra xì đấy, nhìn xấu vậy. Mẹ xấu vậy kìa. Đứng bên này, cái chỗ mẹ yêu thích này. Ui. Ui, nó còn bị KS nữa. Mẹ thật chó. Ui, bà nó có mấy chục máu thế ạ. Sao nó đạn, anh em để cái đường đạn ở đó nhá. Nó nảy nó tắt lóc. Thấy đạn thì chậm. Đây nhỉ. Cái này anh em ra ngoài là cốc cà phê xong rồi làm trận lô chết. Ui. Ông bắt đâm mạng kìa. Cái này bắn được giỏi chứ. Cái gì ngon. Hay bạn ơi. Thực ra thôi mình chui được. Mình bắn đi trượt đấy. Cái đấy mới bắn đi trúng là mình vào rồi. Nhưng mà mình bắn đi trượt thôi. Đâu rồi. Ui. Ui được một mạng này. Phê nha. Xấy bao phê luôn. Ui đừng đua. Sáu năm khất trâu. Chạy rồi. Quả này chặn dòng kinh dị thật. Để kia đây có thằng. Ui đây tay chậm quá. Được. Ui. Xem một mạng anh ơi. Ui anh ơi. Ui ui. Đấy rồi. Giết. Ôi ôi. Mình bắn đúng vòng cái người đó luôn. mình xít ngót. Vẫn kịp. Đây, cái con bóng ma mình sợ bắn nó vãi luôn.
Em cái đường đạn của nó thực ra nó không thể vào một chỗ được, mà nó bay cả đúng một cái hình vòng như cái mâm này. Nó như kiểu thế, mà con bóng ma nó nhỏ nó đứng giữa thì mình chịu rồi. Mèo bắn gọi là in hình người nó trên tường luôn chứ đừng lớn. Đây đây. Lan hello. À đúng rồi, ở bên mình là anh em bấm chuột phải phát là nó tự quay nòng luôn. Cái này hay này, cái này hay này, khi mà mấy chẳng hạn như CF các thứ là anh em phải đi kiểu cái lúc nào bắn ấy anh em phải bấm cái mất thời gian nó quay tay ấy. Còn cái này thì anh em phải quay tay sẵn. Nhưng mà yếu. Ui ôi. Hai thằng. Giải thoát cho đầu to. Ok em đừng quên like ủng hộ mình và nếu anh em và thích trở lại những vũ khí cổ như ngày xưa này thì comment bên dưới để mình biết. Chứ từ chú kích mình rất nhiều vũ khí á, nên là anh em thích vũ khí nào phải bảo để mình biết này. Nhiều quá mình méo biết đâu. Nhìn chống cự cho tuyệt vọng ấy. Mày chơi đâu? Ờ, mày chạy. Ui, mày cho cái này VIP để nó thọc cho đi. À đây rồi. Đây. Hai thằng rồi, ui. Hai con gà con này. Ôi rồi. Ôi, nó rơi này. Ui, để chết. Tệ đấy. Tệ vai. Ất. Mày để ý có thằng chơi súng gì em ạ. Mà nè. Tự nhiên bắn. Dễ. Mèo ơi. Hay mình đi thử lượm hòm đi. Mình sẽ thử nhặt hòm thôi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ui. Mèo ơi. Ui. Ui. Mèo ơi. Ui. Mèo ơi. Ui. Mèo cái gì vậy ba? Cái chết, thế béo nào mình phải chết vậy? Ui chạy, con này nó khó bắn lắm. Ui sới thẳng vào đầu luôn. Không được của tao. Láo, láo chơi. Đồ gì mà anh? Tuổi gì mà anh? Trời đủ. Ta xử lý mẫu mực đây nhé. Đây, đi sang tiếp này. Có đạn này. Đã lên lòng. Ui. Nó đã quá bá. À. Mày đổi do là mày xác định được rồi. Ui. Mình chỉ sợ có bóng ma thôi chứ còn mấy con này thì mình lo được. Đấy, qua đây. Bốn kill. Chết đi bạn, mình bảo kê nhá. Ui dồi. Mày có bị điên không? Nó lên đây này. Ở đây thì mình chạy. Mày này chơi tao à? Mày dễ tao bắt nạt à? Mày nghĩ tao mà dễ bắt nạt? Cả mày luôn. Ui. Má mình bổ nó nháy rồi chứ. À, đau quá. Là sao? Em bực thích à? Quả đây thực ra mà nói, nếu mà anh em phải kiếm một cái chỗ mà trên cao, ví dụ như mẹ anh em phải thẩm du trong chùa, nhưng mà cái sát thương của nó, nếu mà anh có cái con đầu sắt ấy, con đầu sắt thì gần như là nó không thể cản nổi đâu, bởi vì nó bắn yếu quá mà. Cái giáp đó thì che sát thương khủng. Mình lên được có 1k 1300 cơ.
Ten, chủ mình. Nine, eight, seven, six, five, này mình chơi bộ four, cả nhân vật đây, nhìn đúng kiểu ẩn thân, rút rút ở chỗ nào tối tối, đúng kiểu trộm chó. Không chạy được. Bây giờ ghê gớm đây. Hơi hở ra là phát là đi xuống vào mặt ngay. Được quá. Khó quá nhờ. Ui, ba thằng luôn. Ui, đây này, đây này. Cái lúc này này, anh em sới thẳng mọi người đó. Thế khó rồi, cái cầm này mà chạy thêm heo được bốn năm con do nó bâu quanh người nan luôn, chỉ để nan lên thập du trên này. Nine, eight, seven, đấy, chỗ này mình nghĩ là người thập du ngon nhất. Có chết bị không xuống luôn đó. Mày nghĩ mày chạy được? Mày nghĩ mày chạy được? Rồi, chết hết luôn. Trời. Đừng để đi em, đừng để. Ui, mình chỉ là gọi là linh nhỏ bé. bắn đấy em đúng kiểu như này thì may ra là trúng người cơ. Ui kìa, con này to vậy. Ui lạ đâu. 200 bao nhiêu viên được? 250 à? Được một mạng em ạ. Gãy thật. Mày làm gì ta? Mày làm gì ta? Rồi mày chạy đấy. Mày chạy đấy. Ui. Ok. Cái dao này mình thề luôn, nó ảo quá. Mày không hiểu cái gì. Quá đấy, không chuyện cần chết là nó đúng quỳ luôn. Skida vậy. Này đã đúng kiểu bộ combo của là khắm lọ nhất truy kích luôn. Cái ra mà đấy mà kìm được vào đầu nó cũng ghê chứ. Phải. Mày đệ lì chạy. Chết thì không rồi. Có ba thằng nữa. Sau hồi vất vả thì leo lên được top 5 rồi. Ô ô ô, con sau lưng này. Cứu 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 cứu. Ở đâu ấy? Đây, một lũ mà sao nó cứ bông mình đây. Đây này, nó còn chưa được. Nó còn chưa hồi sinh kìa. Đấy, nó... Mấy là kiểu gì? Đây, cậu anh em đã theo dõi. Ui, à, 200 viên thôi. Ở đây, một phun bộ gì thôi. Mấy em cầm cái khẩu này còn là súng cháy đấy. Đấy. Em đừng quên like và đăng ký kênh của mình. Bye.